Cáp treo đứt dây, 63 người bị treo lơ lửng trên độ cao 460m suốt 45 tiếng đồng hồ trong tình trạng hương tâm, hoảng loạn. Tại khu du lịch trên đồi Chitkut, tỉnh Jharkhand, Ấn Độ, đã xảy ra vụ tai nạn hy hữu trên chiếc cáp treo được mệnh danh là cáp treo cao nhất Ấn Độ. Sự cố va chạm bất ngờ đã khiến những chiếc ròng rọc của cáp bị đứt dây và dừng hoạt động. Tổng cộng, 63 du khách đã bị treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao khoảng 460m suốt 45 tiếng đồng hồ trong sự lo sợ. Sau khi nhận được thông báo, lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và lực lượng không quân Ấn Độ đã ngay lập tức cử nhân viên đến cứu hộ. Hơn 60 người vốn đang chơi vui vẻ đã gặp phải cơn ác mộng vì bị treo lơ lửng, không đồ ăn nước uống suốt 45 tiếng. Trả lời phỏng vấn, một người sống sót cho biết, chúng tôi không có nước, đồ ăn, không có điện trong gần 2 ngày trời. 6 thành viên trong gia đình và tôi buộc phải đi vệ sinh trong một cái chai nhỏ. Đáng tiếc là sau khi được giải cứu, 3 người vẫn thiệt mạng trong vụ cáp treo. Một người được cho là đã qua đời từ trước và 2 người rơi xuống từ trực thăng trong lúc được cứu hộ, ngã xuống hung lũng phía dưới và tử vong. Chính phủ Ấn Độ thông báo rằng tất cả gia đình của những người đã mất sẽ nhận được 500.000 rupee tiền bồi thường. Vụ tai nạn đã làm dấy lên câu hỏi của dư luận về độ an toàn của chiếc cáp treo nổi tiếng. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.